Vâng, ở đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và rất là lâu rồi. Thực ra pin sạc thì bên là một thiết bị mà là một mẫu sản phẩm mà bên em bán phụ bác anh em từ những ngày đầu làm kênh 6-7 năm nay rồi. Và chỉ trung thành một mẫu pin này sạc này thôi. Nhưng cái rất là lâu rồi em mới quay lại dòng pin sạc này, cũng như báo cáo trên kênh để có biết thì bên Bình Minh Auto vẫn bán pin sạc phụ bác anh em. Cái điều quan trọng trong phân khúc tầm giá thì bên em đang bán giá rất là tốt. Và cái hai mẫu pin sạc này đã được khẳng định trong thời gian 7 năm qua bán hàng của anh em. Đây là bộ pin với dung lượng cực kỳ cao các bác nhá. Rất là cao và bền. Với độ bền tuổi thọ lên đến 1200 lần sạc, tương ứng với khoảng độ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Đấy. Dòng pin sạc chính hãng của Daily Power. Như vậy thì khi các bác hát karaoke ấy, bây giờ thì đời sống càng nâng cao, các bác hát karaoke thì khi trong quá trình hát thì những dòng pin thông thường chỉ hát được khoảng độ tiếng rưỡi 2 tiếng, nghĩa là những dòng pin dùng một lần bỏ đi. Thì đối với dòng pin sạc này, một dòng pin mà em muốn nhấn mạnh đến toàn thể các bác anh em, những bác nào đã mua hàng thì cho em một comment về dòng pin này. Một dòng pin nó để nó cực kỳ bền, cực kỳ chất. Vì những bác nào đã mua nhà em mấy năm trước, 3 năm trước, 5 năm trước, 7 năm trước, các bác cho em xin một comment về dòng pin này. Tại vì sao em vẫn trung thành với dòng pin này? Về thật sự luôn là nó quá bền và nó giá hợp lý nữa của anh em. Với dung lượng rất là cao thì các bác có thể hát được ở những với thời gian là vũ như dòng micro ấy, nó ngốn pin, như dòng xua hay một số dòng gọi là bị mic nó ăn pin ấy, thì cũng phải hát được khoảng độ 5 đến 6 tiếng. Còn những dòng micro ở phân khúc cao mà nó tiết kiệm pin thì hát được tầm 8 đến 10 tiếng nhé, 8 đến 10 tiếng. Và báo cáo biết thì tại sao em lại trung thành với một dòng pin như vậy mà đa số các cửa hàng khác ở trên thị trường âm thanh Việt Nam mình thì chỉ dù bán khoảng độ vài tháng các lại phải thay đổi mã rồi. Vì báo biết thì những dòng pin sạc khác, pin khác ấy, nhất là nhất dung lượng thấp và cái thay đổi ổn định cũng cao. Nhưng đối với dòng pin này, các bác nào mua em đến hôm nay thì em bán cho ngoài thị trường có biết rồi thì tính em hàng vạn, như là vài vạn bộ. Đấy. Vài vạn bộ nhá. Có phải tổng độ khoảng 10 vạn bộ. Tại vì mỗi một năm là em nhập về khoảng độ là khoảng 5 đến 6.000 bộ. Đấy. Thì bán từ hôm nọ đến giờ 7 8 năm nay rồi. Như vậy thì dòng pin này rất là bền, trâu cho những bác nào chuyên sử dụng hát karaoke gia đình hoặc những bác làm phòng hát kinh doanh KTV thì pin sạc này sẽ đáp ứng nhu cầu của bác. Thứ nhất là độ pin khách hàng hát thì nó lâu hơn và độ ổn định cao. Và cái điều quan trọng nữa báo cáo đến toàn thể các bác anh em là dòng pin này là so với trước đây, cách đây hơn năm, nhiều các xem ở clip cũ 2 năm trước thì là cái đốc sạc của nó ấy, là cái đốc sạc được tặng. Nhưng cái đốc sạc đợt này em phải mua, nó xịn xò hơn nhiều. Đốc sạc có màn hình tự ngắt luôn nhé, có màn hình này hiển thị vạch pin này và tự ngắt luôn nhé. Và nó đi liền với bộ này, nó sẽ gồm một cái củ nguồn bằng iPhone này, nó rất là bền, và một cáp kết nối rời, nghĩa là thiết kế gồm củ rời, cáp rời và đốc rời. Đấy, nên độ bền rất là cao, rất là nặng. Đây là sản phẩm pin sạc chính hãng của Daily Power. Nhưng biết thì các dòng pin khác trên trường nói chung thì đa số chỉ anh em bán cho bác thì bác biết rồi, thì đa số chỉ có pin không thôi, nhưng để mà đi cùng với đốc là cái đốc nó sẽ của hãng khác. Đấy, nhưng điều quan trọng em tại sao em muốn phân tích như vậy báo cáo bác thì cái dòng pin này là dòng pin chính hãng chuyên sản xuất pin, để sản xuất là nhà máy tại Trung Quốc. Và chính vì sản xuất chuyên như vậy thì họ sản xuất đồng bộ luôn cả đốc thôi nhá. Các bác để ý trên thị trường anh em bán rất nhiều đốc này, anh em bán đi đốc cùng với các dòng pin khác, nhưng cái điều quan trọng là em bán cùng bộ pin này là cái dòng pin dung lượng rất là cao. Bình thường trên thị trường giá dung lượng pin nó khoảng 3.000, 2.800 đến 3.200, thì dòng pin hôm nay em giới thiệu đến toàn thể anh em cũng như bán phục vụ anh em 7 năm nay về độ bền tuổi thọ thì đã khẳng định rồi, chứ không thể nó phét được. Vì là ví dụ như mới nhập về thì mình nó phét được, nhưng em đã bán 7 năm nay các bác dùng rồi, các biết rồi, biết đến dòng pin này rồi. Nhưng vì là rất là lâu rồi, phải mấy tháng nay em không quay về pin sạc nữa, nhưng hôm nay em tiện em quay một clip này để thông báo trên kênh anh em có nhu cầu thì nhanh tay lên hệ đơn vị Euro. Giá hiện tại trên thị trường cũng như tại hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán với mức giá là 320.000 đồng, giá trên chào bán tại cửa hàng, còn bao ship là 350.000 đồng trên một bộ 4 viên này, một đốc nó nguyên đai này, con này đốc nguyên đai cùng với đốc sạc là 350.000 đồng em Hiếu Minh bao ship nhé, còn mua tại cửa hàng 320 rẻ được 30.000 đồng. Và báo cáo hết thì dòng pin này nó sẽ khác với dòng pin khác thị trường. Thứ nhất là dung lượng nó rất là cao. Đây sản phẩm pin chính hãng này nó rất là sắc nét nhé, 3.300 mAh. Đấy. Và một pin nó chuẩn chính hãng và được xuất ra các nước thì gồm nó sẽ có chứng chỉ ISO này. Các dòng pin thông thường nó sẽ không có chứng chỉ ISO này các bác nhé, vì nó là vì những dòng này pin nó chuyên sản xuất, nó sản xuất cả đốc, đến mức cả sản xuất ở cái đốc này để các bác phối ghép với những dòng pin khác.
Nhưng cái điều trọng này em muốn nhấn mạnh là đây là chứng chỉ ISO, ISO 9001:2015 nhá. Chưởng. Và dòng pin với một những quả pin sạc ấy nhìn nó đơn giản ấy thôi. À nhìn nó trông rất nó những như những dòng pin khác, nhưng cái điều trọng nó sẽ là một quả pin xịn, nó sẽ khác nhau cái gì ạ? Đó là khác là nhỉ? Cái đầu vào nó rất sắc nét, và cái cùng là kích thước như thế, nhưng quả pin này rất là nặng cũng nhá. Nó rất là nặng hơn nhiều so với quả pin thông thường. Vì sao? Vì cái khối lượng của nó ở trong ấy là tích đủ. Đây là rất là nặng. Phần chì bên trong nữa. Đấy. Cái điều quan trọng là em quay trên kênh này báo cáo các bác anh em là em đã bán quá nhiều rồi. Bác biết thì không phải bán bình thường nữa rồi. Quá nhiều anh em dùng 7 năm nay cho em xin comment. Các bác dùng cho em xin comment về sản phẩm cũng vì trải nghiệm, để là sao các bác nào chưa mua cho em một comment dưới bình luận, để cho những bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ đến đường Zalo. Vì những dòng này nó rất là bền. Chứ em bán em trung thành vì một mã thôi, không thay đổi mã. Bán 7 năm nay rồi, rất là bền các bạn. Tuổi thọ của pin này nó khoảng 1200 lần sạc. Đấy, nó dùng khoảng 2 năm rưỡi. Dùng 2 năm đến 2 năm rưỡi. Và tẹt ga, còn những bác dùng đến 3 năm cơ. Thoải mái luôn. Mà dùng dung lượng rất là cao. Dung lượng là 3300 mAh, dùng được 8 đến 10 tiếng đối với dòng micro không tốn pin. Và những dòng micro tốn pin thì ăn pin thì em cho được khoảng 5 đến 6 tiếng. Rất là lâu các nhá. Lâu nhiều các dòng pin khác. Và đối với sản phẩm pin sạc này thì hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá 350, nhưng mà em sẽ bảo hành cho anh em cũng bác là 3 tháng. Đối với thì các dòng pin sạc một số anh em bán gần như không bảo hành, nhưng bên Hiếu Minh là vì là dòng này rất là bền nên là em bảo hành cho anh em được 3 tháng nhé. Nếu có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đến Hiếu Minh qua 3 số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung ở Đông Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Đình Quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm clip tại kho Hiếu Minh, nhưng tại hai cơ sở bên Hiếu em, cơ sở ngoài Bắc và cơ sở trong Nam luôn sẵn hàng phụ qua anh em. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay lên đơn nhé. Như thế thì bây giờ thời điểm này là biên cấm mà hàng hóa về khó, mà những dòng mic này, pin này thì em bán cực kỳ chất lượng và giá thành hợp lý. Đấy, cái điều quan trọng giá cực tốt luôn, giá siêu tốt luôn nhé. Bình thường một bộ pin này anh em bán đâu đó khoảng 450-500, đang bán bộ này 350.000 đồng. Những bao Hiếu Minh bao ship, nếu có nhu cầu nhanh tay liên hệ nhé. Vì những dòng pin này em nhập khẩu trực tiếp, và đây là sản phẩm pin nội địa của Trung Quốc, là sản phẩm chính hãng của bên nội địa Trung Quốc. Bởi các vòng hát karaoke, KTV họ dùng rất là nhiều. Riêng thương hiệu D-Power các bác check gõ phát ra luôn. Website gõ phát trên YouTube anh em bán quá nhiều, nhưng cái điều quan trọng là bán nhiều, nhưng mà cái dòng pin ở phân khúc cao này, dung lượng cao này ít khi anh em bán vì là lợi nhuận thấp, nên rất nhiều anh em chỉ bán dung lượng khoảng độ 2800 đến 3200 thôi. Đấy, đây của em 3300 mAh, dung lượng rất là cao. Anh em sản phẩm chính hãng đồng bộ luôn. Và một clip em xin phép dừng video đây, và xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.